vụ 3 người ở Vĩnh Long bị bắn, nghi phạm đã tử vong. Miền Bắc tiếp tục đợt rét đậm rét hại. Công an thành phố Hồ Chí Minh bóc trần thủ đoạn biển xe gian thành xe chính hãng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nói gì về linh vật rồng gây tranh cãi ở Thanh Hóa? Ukraine nhận được cảnh báo trước vụ máy bay rơi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ 3 người bị bắn, trong đó có một người tử vong tại ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 26 tháng 1, theo nguồn tin của báo Người Lao Động, nghi phạm Phạm Quốc Huy, ngụ tỉnh Đồng Nai, được phát hiện đã tự sát tại nghĩa trang thành phố Biên Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu xác định, nguyên nhân do Huy có mâu thuẫn tiền bạc với ông HBD, 40 tuổi, ngụ ấp Phước Trinh, nên Huy đến nhà ông D để giải quyết mâu thuẫn vào trưa ngày 25 tháng 1. Lúc này, Huy đã bắn ông HBD, 40 tuổi, ông HNC, 59 tuổi và vợ ông C là bà NTKH, 60 tuổi. Ông C và bà H là chú thím của ông D, nhà ở cạnh bên. Sau khi xảy ra vụ việc, Huy rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Ba người bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng bà H đã tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Trọng án của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Nai, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long truy xét nóng đối tượng gây án. Sáng ngày 26 tháng 1, Huy được phát hiện đã tử vong tại khuôn viên nghĩa trang thành phố Biên Hòa. Trên đầu đối tượng có vết thương, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng ngắn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện nay, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại, khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại. Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 1. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông và ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Dự báo, ngày và đêm 27 tháng 1, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2,5 đến 5m, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, từ chiều ngày 27 tháng 1, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Ngày 26 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra đường dây mua xe đã qua sử dụng, đục lại số khung, số máy phù phép thành xe mới do Bùi Văn Tân, sinh năm 1983, thực hiện. Bùi Văn Tân là chủ cửa hàng xe máy Tân Tiến tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Toàn, sinh năm 1981, Nguyễn Đình Sùng, sinh năm 1986 và Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh năm 1977 về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Công ty Sông Ngân, huyện Hóc Môn do Toàn làm chủ, hoạt động mua bán xe máy ra nước ngoài. Để có nguồn xe xuất khẩu, công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy. Trong đó có đại lý Honda Hồng Hạnh 456 khu vực miền Nam do Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành, quận Bình Tân do Sùng làm chủ. Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu, nên khi bán xe, xuất khẩu xe, nhóm này giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn. Sau đó, nhóm Oanh bán lại cho Tân, thu lợi bất chính lớn. Trong ngày 26 tháng 1, ông Âu Hiền Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sóc Trăng cho biết, trên địa bàn phường 1 thành phố Sóc Trăng vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì. Trước đó, vào chiều 25 tháng 1, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sóc Trăng nhận được thông tin có một số ca nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Chi cục nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng tổ chức đội điều tra tại 5 bệnh viện trên địa bàn. Qua đó, ghi nhận 30 người nhập viện tại 5 bệnh viện. Trong đó, có một số ca có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt, hạ huyết áp.
Hầu hết các bệnh nhân cho biết, vào chiều 24 tháng 1, họ mua bánh mì tại một tiệm có tiếng trên đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng. Sau khi ăn bánh mì có pate, chả lụa, chả bông, dưa leo, thì tới khuya cùng ngày, nhiều người bị đau bụng, tiêu chảy nên phải nhập viện. Theo Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng, qua thăm khám tại các bệnh viện, hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân tạm ổn, không có biểu hiện lạ về sức khỏe. Bốn linh vật rồng được tạo hình đón Tết Giáp Thìn 2024 ở Thanh Hóa có hình thù trông kỳ lạ, đang gây bão mạng xã hội khi nó khác xa so với những tượng rồng thường toát lên vẻ uy nghi tráng lệ. Cụ thể, những linh vật rồng trên được đặt trong khuôn viên vui chơi giải trí của một doanh nghiệp ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Bốn tượng rồng được tạo hình để chào xuân Giáp Thìn 2024 đang cận kề. Sau khi hình ảnh những linh vật rồng được xuất hiện, đăng tải trên một số trang mạng xã hội đã gây bão mạng xã hội. Đại đa số cho rằng linh vật rồng được tạo hình trông xấu xí khi nó có thân hình không cân đối, nhìn giống như thân hình một con lươn, trong khi đầu rồng trông thô, đuôi rồng nhìn như đuôi cá hố, một loại cá biển. Chiều ngày 26 tháng 1, trao đổi với báo Người Lao Động, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin dư luận về linh vật rồng ở địa điểm du lịch biển Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã phối hợp với địa phương xác minh, làm rõ. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ngày 26 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm Đồng Minh Chính, sinh năm 1974, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Nguyễn Mậu Tuyến, sinh năm 1972, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và Bùi Anh Bính, sinh năm 1963, nguyên cán bộ địa chính xã về tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường cũng đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Văn Bấn, sinh năm 1959, trú xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo cáo trạng, Mai Văn Bấn đã khai thác tài nguyên không được cấp phép, phục vụ công trình trên địa bàn xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, gây thiệt hại tài sản hơn 1 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định truy tìm người để phục vụ công tác kiểm tra xác minh nguồn tin tố giác tội phạm lừa góp vốn kinh doanh đất nghĩa trang. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của một số công dân sống trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tố giác Đỗ Kim Trinh, sinh năm 1988, trú tại khu 2, phường Ít Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có hành vi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng thông qua hình thức huy động góp vốn kinh doanh đất nghĩa trang. Quá trình điều tra thu thập chứng cứ cho thấy Đỗ Kim Trinh giới thiệu làm việc tại công ty mai táng dịch vụ Hạ Long nên biết thông tin các ô đất đầu tiên công ty sẽ bán ra trong ngày. Trinh nổ có thể lấy giúp những ô đất đẹp, sau đó nâng giá lên để bán hưởng chênh lệch. Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vừa phát hiện xưởng sản xuất, sang chiết các loại nước hoa nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Bình Việt Nam, địa chỉ thôn Đại Phú, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, do Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1993, trú tại thôn Đại Phú làm giám đốc. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Thanh Tùng khai nhận từ tháng 9 năm 2023 với mục đích thu lợi nhuận cao, Tùng mua máy móc, thiết bị, các loại nguyên vật liệu, dung dịch hóa chất chưa rõ thành phần và thuê nhân công, lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Tùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận mua bán sản phẩm nước hoa với một số khách hàng và nhận làm sản phẩm dán tem, nhãn theo ý tưởng, thiết kế của khách hàng nhưng vẫn thể hiện logo, thiết kế tem nhãn của các hãng nước hoa nổi tiếng. Ngày 26 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam Bùi Văn Lam, sinh năm 1992, trú tại phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 6 tháng 1, tại phòng trọ của Bùi Văn Lam, ở xã An Bình, huyện Nam Sách, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng này cất giấu 12 gói giấy và một túi ni lông chứa heroin. Theo khai nhận, Lam là người quản lý công nhân xây dựng, hiện đang quản lý hơn 20 lao động thời vụ, chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có khoảng 10 đến 12 người nghiện ma túy. Theo thỏa thuận, lương mỗi ngày công khoảng 300.000 đồng một người. Nếu trường hợp nào cần ma túy để sử dụng, Lam sẽ cung cấp, sau đó cộng dồn vào cuối tháng trừ vào lương, mỗi gói heroin quy đổi thành 100.000 đồng.
Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Vừa qua, nghị sĩ Nga Andrei Katapolov nói với các đồng nghiệp, phía Ukraine chính thức được cảnh báo vào 15 phút trước khi máy bay đi vào khu vực. Họ đã được cung cấp thông tin đầy đủ. Tổng cục tình báo của Ukraine xác nhận đã nhận được thông tin đó. Ông Katapolov là cựu tướng lĩnh có quan hệ mật thiết với Bộ Quốc phòng và hiện đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga. Tuyên bố trên của nghị sĩ Katapolov mâu thuẫn với tuyên bố của tình báo quân đội Ukraine rằng Nga không thông báo cho họ về việc sắp xếp chuyến bay. Các cơ quan khẩn cấp Nga ngày 25 tháng 1 cho biết, các mảnh vỡ của vật thể dường như là tên lửa đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay ở vùng Belgorod, phía tây nam nước Nga, gần biên giới với Ukraine. Moscow xem vụ bắn hạ chiếc Ilyushin IL-76 là hành động khủng bố của Ukraine. Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Brusov ngày 25 tháng 1 tái khẳng định với đài phát thanh Svoboda rằng Kiev chưa nhận được yêu cầu bằng văn bản hay lời nói nào từ Nga về việc kiềm chế các cuộc tấn công vào khu vực không phận nơi chiếc Ilyushin IL-76 bị bắn hạ. Ông Trump ra làm chứng hôm 25 tháng 1 là để bào chữa cho chính mình trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng nhà báo Ezin Caron. Tuy nhiên, cựu Tổng thống đã không nhìn vào bồi thẩm đoàn trong quãng thời gian ngắn ngủi đó mà tập trung vào việc đưa ra những tuyên bố gay gắt. Bị thẩm phán Louis A. Kaplan cho rằng đã vượt qua những quy định mà ông Trump buộc phải tuân theo. Trước đó, ông Trump bị ông Kaplan yêu cầu không được đưa ra bất kỳ lời khai nào tranh chấp hoặc làm suy yếu các cáo buộc lạm dụng tình dục. Trong chưa đầy 3 phút đối diện với bồi thẩm đoàn, cựu Tổng thống nhắc lại rằng bà Caron đã có những điều mà ông cho là lời buộc tội sai trái, cho rằng mình chỉ muốn bảo vệ bản thân, gia đình và chức vụ Tổng thống. Thẩm phán sau đó đã yêu cầu bồi thẩm đoàn bỏ qua những lời của ông Trump. Cựu Tổng thống cũng đã sớm rời khỏi phiên tòa vào giờ nghỉ giải lao sau đó. Ông Donald Trump là người cuối cùng đứng trên bục nhân chứng trong phiên tòa. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến đề cập các cuộc tấn công gần đây của Houthi nhằm vào tàu ở Biển Đỏ với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Washington đã tìm cách gây áp lực lên Trung Quốc để ngăn chặn sự hỗ trợ về hậu cần, quân sự và tài chính của Iran cho lực lượng Houthi. Iran được xem là bên hỗ trợ quốc tế quan trọng nhất cho nhóm vũ trang này. Thông tin về cuộc gặp cấp cao được đưa ra sau khi tờ Financial Times tiết lộ rằng Mỹ đã liên tục nêu lên mối quan ngại với các quan chức cấp cao Trung Quốc trong 3 tháng qua. Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh Washington hy vọng Bắc Kinh có thể tác động hơn nữa đến Tehran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đề cập với ông Vương về khả năng Trung Quốc tận dụng ảnh hưởng của mình đối với Iran. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa nhận thấy bất kỳ bằng chứng đáng kể nào cho thấy Bắc Kinh đang gây áp lực lên Tehran. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!